Mến chào cô bác anh chị em ha. Hôm nay thì máy của em mới vừa làm hoàn thành xong một bộ vỏ máy, vỏ 9x9 của xưởng Minh Chí nha, máy Toyota DHZ dàn cầu nóc. Về cho sư thầy ở Mỹ Tú Sóc Trăng anh nè. Đang thử máy đặng phía này đặng để giao cho sư chùa gì mình quên rồi nghe nè. Không nhớ tên chùa. Toyota DHZ. Đó, 9x9. Nhỏ nó cũng còn khá đẹp ha nè. Trước à. Ghê vậy. Toyota DHZ. Dịch này dịch thùng anh em test thử.